Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với KBIT 24 giờ, kênh cập nhật nhanh nhất thông tin về các sao Hàn. Và hãy cùng với mình đến với thông tin hấp dẫn nhất có trong ngày hôm nay. Ngay khi Dynamite vừa ra mắt, 7 chàng trai BTS đã phải lao vào lịch trình quảng bá tương đối dày đặc cho ca khúc này, với quyết tâm mang ca khúc lên vị trí cao nhất có thể trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Trong cuộc phỏng vấn online với tờ ET mới đây, 7 chàng trai của BTS đã bất ngờ nhận được câu hỏi xoay quanh Lady Gaga và Blackpink. Câu trả lời của họ khiến cho người hâm mộ càng thêm yêu quý và ngưỡng mộ. Cụ thể, khi được phóng viên ET hỏi, các bạn đã từng nói với tôi rằng Lady Gaga thực sự là một nữ hoàng. Vậy các bạn nghĩ như thế nào về màn kết hợp giữa Lady Gaga và Blackpink? Trưởng nhóm RM ngay lập tức đã trả lời lưu loát bằng tiếng Anh. Cả album đều thực sự tuyệt vời. Rất khó để ngừng nghe từng ca khúc trong album này. Cô ấy vẫn luôn luôn là một nữ hoàng. Có thể thấy RM thực sự rất thích album mới nhất của Lady Gaga, Chromatica. Đồng thời, anh cũng đã có câu trả lời khéo léo khi được hỏi về Blackpink bằng cách khen ngợi tất cả các ca khúc nằm trong album, hàm ý bao gồm cả Soul Candy, ca khúc kết hợp giữa girl group nhà YG với mẹ quái vật. Suga sau đó tiếp lời RM bằng tiếng Hàn. Chỉ trong vài năm về trước thôi, việc kết hợp giữa một nghệ sĩ Hàn với một nghệ sĩ Mỹ rất hiếm khi xảy ra. Thật tốt khi ngày nay ta có thể thấy nhiều màn kết hợp như vậy rồi. Tôi nghĩ thực sự tuyệt vời khi chúng ta hòa lại thành một thông qua âm nhạc. Có thể xem đây là một câu trả lời rất khéo léo khi RM lẫn Suga không đề cập trực tiếp đến cái tên Blackpink vì rất có thể sẽ gây nên những ồn ào không đáng có. Đặc biệt trong thời điểm Dynamite của BTS lẫn Ice Cream của Blackpink kết hợp với Selena Gomez có thời điểm phát hành chỉ cách nhau một tuần lễ, dễ dàng dẫn đến những tranh cãi và so sánh của hai fandom hùng hậu nhất nhì thế giới hiện nay. Bên cạnh đó, các chàng trai nhà Big Hit dường như cũng đang rất trông đợi được kết hợp với Lady Gaga trong tương lai, một chuyện hoàn toàn khả thi nếu xét về khả năng và tiềm lực của họ hiện tại. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của KBIT 24 giờ. Đừng quên like, share và subscribe kênh để cập nhật nhanh nhất những thông tin hấp dẫn có trong ngày cùng với mình nhé.